Dạ em xin chào cô chú anh chị và các bạn, em xin chào tất cả miền Tây nha. Chào cả nhà. Dạ hôm nay thì cũng là sinh nhật của mình nha cô chú anh chị, nên là gia đình cũng như cùng với cô Tư với chị Tư đó sớm nè thì cũng nấu vài món để mừng tuổi mới của mình nha nha. Nhưng mà cô chú anh chị cùng theo dõi thấy xem hôm nay nhà mình sẽ nấu món gì để chúc mừng sinh nhật của mình nha. Thì ở đây là rất là nhiều rau nè cô chú anh chị. Chưa thấy hộp gì nè. Hôm nay mình định nấu gì đây mẹ? Con gà. Con gà là mẹ nấu à? Đây là thuốc bắc mình ngâm để chút xíu mình nấu với thịt gà nè. Cô Tư, cô Tư này chị bạn. Ai nấu cho cô ăn? Cô Tư là nấu sẵn cho cô ăn. Cô Tư nói là cái phụ gì nè, cái đây rửa chén bát cô Tư làm được, cái đó ăn cô Tư có nấu. Có cái dọn dẹp thì cô làm nữa. Đang cầm chồng bật gì không? Ăn cái gì hết? Cô nấu. Cô Tư nấu gì vậy? Thường là những Tư tự nấu không cô Tư? Không sống, mình chua lụng như thì chứ không đậm đà như con. Cô Tư nấu thì những Tư nấu. Cô nấu thì được, không nấu. Không có cô thì ổng nấu mà. Mà ổng chê cô nấu hơi ngọt lắm à. Ổng ăn hơi chua. Ổng nó cay chua, phải chua mới được. Mà cô vừa nhiều cái hơi ngọt. Mà mấy người lớn lớn tuổi vậy chứ. Bởi chua bây giờ chua chua ngọt ngọt. Cô đâu có nấu đó. Chua quá ăn đâu nổi. Chào cả nhà. Chị Tư chào hả? Nãy chị Tư chào chưa? Chào rồi. Thì Quỳnh Nga đang cắt bò ra, đang chút xíu mình né nè. Bữa nay được làm nhân vật chính. Bữa nay là đóng vai chính. Dạ. Dạ để chế nè, chế nấu kìm. Còn bên đây thì chị Tư cắt giùm mớ lưỡi nè. Lưỡi đây bao tử đang mình nấu tiêu. Đây cắt lưỡi trước. Ở đây là bò này sẽ né, bữa nay là 3 món. Bữa nay mua con này con gà tre đó mẹ. Thấy là gà tre thịt nó cũng cứng nè. Dạ. Cứng gà. Rồi mình hầm ăn ngon ha. Biết mẹ gì không? Cái gì nè cô Tư? Kêu vào cái cặp cặp ngọc ngọc kê, ngọc kê của con gà, gà trống. Con thấy ở chợ mẹ có bán cái đó ngọc kê, người ta nói ngọc kê mà bán không vậy đó. Hồ ký cũng mất tiền lắm. Mà như của gà công nghiệp đó cô Tư. Nhiều lắm. Mà có gì nó teo lắm thôi. Dạ, mà ăn nó không có được béo như là gà vườn của mình. Đợt đó mua nữa ngay chân tôi thả mua nữa nửa ký vậy là sao mới teo lại cũng chứ. Chắc bơm nước hả cháu à. Gà dai quá không biết mẹ cô Tư ăn nổi không. Để con hầm mềm mềm hả cô Tư. Mà gan của cô Tư có còn khỏe ta, cô Tư có chồng không? Không, để vậy là cô Tư là giống ông nội nè, hầm gan tốt. Ông nội con hồi đó lúc ông mất đó con cũng còn đó đó con. Dạ, gan còn đều ha. Ông nội con còn mà có cái yếu đó con. Chứ ông nội lớn tuổi mà ăn kẹo đậu phộng đó, ngay rớt rớt thì rớt rớt gì đó. Cô sợ gãy xong rồi. Mà ông là ăn được đó con. Dạ bác ơi. Em đã chấm cho Quỳnh Nga nó đã ướp là tỏi. Ủa, anh được rồi. Có lúc con nậu con thích ổi nha con. Dạ. Ông ăn ổi gì mà cô ba đi mua ông là ăn hoài luôn, ông ngán con. Lớn tuổi mà ăn mấy cái loại cứng cứng ông là ăn cái mùi chua chua đó, ổi cái giòn giòn đó. Dạ. Thấy quay qua ông đẹp đẹp. Hồi xưa thằng gan ông tốt. Mà ông nội dễ ăn bao nhiêu thì bà nội lại khó ăn hết nhiêu. Bà nội con nó kém ăn. Dạ.
Giờ ở đây em sẽ ướp cái thịt bằm gan, thịt bằm với gan để nấu tiêu. Gan này mình mua về mình bằm nhuyễn ra cô chú anh chị, rồi mình ướp hành tỏi vô cho gia vị vô. Tiêu này lên mạng. Tiêu nó nè. Cho tiền. Tiêu đen là tiêu xanh. Quen tiêu lên mạng nha, quá khổ rồi, mẹ khổ quá. Khán giả đứng dữ rồi nè. Nó chưa nấu mà thấy nó ngon quá, ngon bà con cô bác ơi. Nè ốc tiêu nè, nó thấy ốc tiêu có sữa gì uống cho lớn không chứ có sáu kia mấy rồi chị? 8 tháng rồi. Trời ơi. Ừ. Có sáu cái chè. Có sáu nè. Rồi, có 6 cái 2 à, ốc tiêu rồi. Ốc tiêu nè. Ốc tiêu rồi, phải không? Ốc tiêu không? Dạ, cười à. Ừ. Nó làm kiểu kìa. Ở đây bao tử thì mình cũng làm sạch sẽ nè cô chú anh chị. Rồi mình luộc cho nó mềm. Cắt ra miếng vừa ăn. Thì bao tử với lại lưỡi này chút xíu mình cũng ướp luôn. Rồi mới bắt lên mình xào. Xong bao tử với lại gan mình làm chung nha. Để xong rồi phải không? Dạ. Hôm nay mình sẽ vào bếp để tặng Quỳnh Nga một món nha. Đây vô thử tỏi đang mình xào cái gan. Quỳnh Nga ướp gia vị rồi đó cô chú anh chị, nên là mình không có cần phải cho thêm gia vị vô. Chút xíu nữa sau khi mà mình nấu xong á, nếu mà có mặn lạc thì mình sẽ nêm lại. Bây giờ mình chỉ bắt mình xào gan vậy thôi. Rồi gan sau khi mà mình xào cho nó chín rồi nè cô chú anh chị, mình sẽ múc ra nha. Mình xào tới cái bao tử. Cái chảo của Dương cũng đang săn lại. Nước sôi rồi, giờ mình sẽ cho gà vô. Mình tìm. Mình tìm chừng nửa tiếng là chín rồi. Gà nó mau chín rồi. Mình tìm mình hồi cũng tìm cho mềm mềm cho cô ba cô tư dễ ăn. Nè tìm hồi cái nó ra cái nước đen á. Gà hút bắt á. Có bọt thì mình hớt bọt cho nước nó trong. Rồi, giờ mình sẽ cho nước dừa vô. Mình sẽ
vừa chặt sớm của chú anh chị nên là cái mũ nó ra nhìn nó hơi đen. Cái vừa này vừa mới. Bữa nay món nào cũng mình cũng nấu nước dừa, nước ngọt. Nước ngọt. Ngon nữa. Để sôi lên mình ha. Chả được bữa nay quà là quá hấp dẫn luôn đó. Nên là món quà dành cho Quỳnh Nga, nó khỏi tặng quà khác nha. Món nào cũng ngon hết. Mình mới mua được mấy ổ bánh mì. Đây cô Tư cắt ra mình chấm với lại bao tử nấu tiêu. Cô Tư không có nấu ăn được chứ mấy cái trang trí cô Tư cũng khéo lắm ạ. Dạ. Bánh mì sắt kiểu này là kiểu ngày xưa đó không cô Tư? Ngày xưa nó dỗ là ở mày mình xếp đôi đây ha. Con vẽ ấy nó ấy. Sắp cái gì nhìn giống cái bông quá ha. Lấy cái miếng gì cho nó gọn rồi đó. Dạ. Mình bao tử mày mày bữa nào mình để gan rồi vô chở thấm nha. Chứ thấm như vậy. Quá tàu gan. Sắc mẹ ơi. Mình mua gì mình làm gì nè nó mới chắc được. Chứ nhiều khi mình mua gan chợ không có bằng, không béo bằng. Yeah. Bữa nay toàn món con yêu thích luôn ạ. Để vô tủ rồi vô tiêu nè, có tiêu xanh nữa nè nghe. Tiêu xanh này ăn nó thơm chứ nó không có cay hả mẹ? Ừ, đúng rồi. Nó đúng. Hơi nồng nhẹ à. Ừ, ngon. Này chảo này dữ lắm nha mẹ. Rồi mình nấu xanh sớm thì đặc đặc đi cho nó dễ, mình chút mình chấm mì cho nó dễ. Cái lỏng quá. Nấu tàu nó vừa không nè. Rồi cái đó rồi mình múc ra. Hóa hấp dẫn nha mẹ. Cái này con nấu nè. Trời khéo lên gì là mơi mốt đám rồi mẹ phải nhờ chút lại cho Như mới được. Giờ đứa làm món được rồi đó. Dạ cô Tư nói gì cô Tư? Con nấu gái không có trời khéo anh Sáu ơi. Dạ. Hai đứa nó nấu tự nấu luôn nè, em chỉ rửa thôi. Nè em Sáu ăn chấm điểm không Sáu? Ăn chấm thì được nhiều điểm nha. Cô Tư nói sáng giờ thấy Như nấu chứ cô Tư không có nhớ công thức sao hết trơn cả nhà. Rồi con để củ hành lên. Dạ. Để củ hành ngồi ghi lên, để lên trên đó đỡ đi. Còn gí còn không? Còn để lại không đá. Rồi, đây để con lén còn gí. Rồi, để. Bây giờ bữa nay cũng mua được cho Quỳnh Nga cái bánh kem này của chú anh chị. Bây giờ Quỳnh Nga sẽ sao ta cầu nguyện hả? Ướt hả? Ướt đi rồi mình hỏi bánh kem. Hỏi nha. Rồi, vỗ tay. Nè không ai hát hết trơn ta. Cô Tư làm đâu không phải đi. Cô đâu có biết hát. Rồi chích chích leo kinh. Cái bánh này con để dưới đi ha. Để sau lưng đi. Ăn cũng xong rồi thì Nga cũng xin mời cô chú anh chị cùng mời dùng tiệc với gia đình mình luôn nha. Rồi mời cả nhà. Mời cô chú anh chị luôn nha. Cơm nhà nha. Cái bánh mì này trước ha. Đói rồi, sáng rồi. Cái bánh mì bạn đưa bánh cho. Bữa nay thì Quỳnh Nga cũng không có mời bạn bè gì nhiều trơn của chú anh chị. Chỉ có mời ông Sáu nè, với lại cô Tư với dì Tư, gia đình thôi. Chứ hồi nãy giờ dọn bằng cây nó chặt lắm. Cái món này hấp dẫn nè. Làm Sáu rồi bữa nay ăn rồi chấm được điểm được cái món này rất nhiều điểm. Ba à, ngon, cho 9 điểm chín. Không được 10 điểm nữa. 10 điểm nữa. Chín đây mình có cái chín mình mới 10 điểm nữa quá cho tao. 10 điểm thì nhá con cháu trong nhà hiên vậy. 99 thôi. Ăn cái gì Tư? Ăn bánh mì kìa vậy Tư. Rồi múc cho. Thôi, rồi ăn đi đi chị múc. Rồi này mình tự nhiên đi trong nhà mình không à. Mời cả nhà. Thấy vậy chứ ở dưới đặt không nghe cho Tư. Này cô Tư nè, nãy giờ để không thấy cô Tư. Nãy giờ đi múc nè. Ăn thử coi ngon không cô Tư?
tư với gì bác sĩ có cái này chưa? Ngon mãi. Ăn đi, ăn tự nhiên gì thôi. Ông Sáu muốn cái lưỡi á, cái lưỡi nó mềm hơn cái bào tử. Cái phần gan nó cũng béo đó. Quên múc ăn múc nha. Rồi, để cậu ăn múc đi. Rồi mình vô cái cho nó xơm đi. Một, hai, vô. Này có ai tặng hát tặng nghe không ta? Có ai biết hát? Sáu của tôi xong ca. Không biết ca nữa. Có ai biết hát nào? Nó bỏ nút thì con còn sát vô. Có nấm trong con này không lên. Nào cũng ngon chứ. Nãy làm ngon chứ. Ngon chứ. Ra thấy nào cũng ngon. Bắt nữa thì chút xíu là chín sâu quá. Quá chút xíu. Còn nhiều món lắm, mình ăn từ từ đi, lên tới cái món thứ hai. Cô Tư quên hết thôi cô Tư. Cô Tư này phụ lặt vặt chứ cô Tư không có nấu à. Nhiều miếng cua nè. Không nhớ. Con không có bạn bè nhiều thì làm chủ yếu trong gia đình thôi. Này bỏ chấm bánh mì ăn với bún rồi là cơm ngon nè. Không muốn ăn bún nữa rồi đưa chén nữa. Này hồi nãy là bún gì đó mà con. Nè đây, muốn ăn được luôn. Gấp vừa đó. Cắm ăn đi. Có thêm nước nha ha. Thôi. Còn nước thì nước thêm. Thử mì không ta? Mềm không? Mềm mà. Mới nóng lên. Cái mềm quá không ngon lắm. Nó vừa ăn. Nó giòn giòn mới ngon. Dây dây mà ngon. Mềm quá không mềm. Có nấm đồng cô để chưa gì mà ngon quá nè. Ngon. Cái này nấu phải có nấm này không ngon. Có nấm gì vậy? Có nấm cô đây này, có nấm. Hôm qua ông Tám nấu vừa cái quay gì mà thèm chèo quá nha. Mới ghẹt rồi hả? Thịt quay hả? Thịt quay. Quay hay nấu với gì vậy sao? Quay ăn nó hỏi. Ăn nó hỏi. Quá mềm hả? Cái đó là như là... Chắc lấy thời sớm hay sao á? Mà có lấy liền ăn nó giòn. Lên nó mới. Rồi con để vô nè, mặt hai đứa đé nha. Ừ. Cô Hằng vô nó lấy nè. Trời thơm quá thơm. Mình ăn cái mình nhúng tới đó thì cho nó mềm. Không sao rồi, này không thấy né gà, né vô nè. Cái màu nó giống thịt nai hả sao? Ừ, mấy thịt nai thấy giống vậy. Nên bò ruột thịt này thì em từ gói ngon hết. Nó có ao vậy? Trong bên đó. Rồi. Cái bò mới hả mẹ? Ừ. Đúng bò tơ ha. Ông cho thường thường nó nói cái mỏi trắng là trâu hơn sao? Này là bò quá trâu. Trâu đó nó chậm hơn. Chậm hơn. Chậm hơn. Nè. Này cái sáu diễn dự à? Bò. Bò hả? Trâu nó chậm hơn mà tớ nó to. Em nói vậy chứ ăn hồi đó giờ em cũng chưa phân biệt trong thịt bò. Thì xuống cứ đè nó mua thịt bò chứ bán thịt gì mình biết nha. Nóng rồi, nóng rồi, nóng rồi, nóng rồi, nóng rồi. Mình ăn với cái mầm. Ông thư lý cái này sao hiếm quá. Mình để cái mầm vô nè. Chín rồi, gấp cho ngựa miếng. Tư ơi, để cái mầm thêm đi Tư. Đây chị Bách, chị Bách đưa con gắp cho. Cay nha. Cắt đi mà ai ăn nhiều gấp nhiều đi cho dễ. Sáu đi rồi. Để đi rồi đây. Gấp cho cậu. Gấp với cậu gấp ăn đi. Chị Tư nè. Thôi vậy Tư gấp tự nhiên à. Mình trong nhà không à. Nhà mà. Đâu khách khứa gì đâu mà mắc cỡ. Khách khứa rồi. Mà đũa mà giống giống vô nãy giờ vậy mà cay á. Cay mẹ ơi. Nãy mẹ ớt sợ tí thôi nè. Ăn đi nó, ăn đi Sáu ơi. Tự nhiên ăn Sáu. Nghe
mình chấm mắm tôm. Mắm tôm không có, mắm tôm không có nó đây nè, nó đi. Rồi giới tới không cơ. Rồi, được đây tùm lum đây có chấm không? Được không? Mới chấm đâu không? Nhưng mà mấy hạt bò này, ướp cay hay nha. Đó nãy em đẩy có ướp sao tế vô nữa đó. Như ướp đó. Có sao tế rồi tỏi với xả ớt nữa. Có tương được không? Được. Cô Tư là người trộn nè, đó thường cô Tư đi. Như ướp cô trộn. Cô trộn thì cô nào ngon thì nói như ướp, còn nào dở thì nói cô Tư. Không biết thịt bò nó mềm nha. Cô thịt bò này mấy muối mềm nè. Không biết thịt bò nhìn tươi mà. Bò tươi. Ướp bị dai. Nó trai nữa, trai được. Đúng vậy tao. Này nhớ má quá. Chạy nước mắt hả? Cái này ăn không có gì chứ không sao? Ừ. Sao đâu có nhậu nhiêu đâu. Có nhậu đâu. Không thích nhậu hả ông Sáu? Hồi đó giờ không nhậu. Đã không nhậu đâu. Đây món thịt bò mình cũng vô cái đi ha. Mình món mới đi. Món mới. Để rồi rồi rồi. 2 3 vô. Chai này là uống nước. Uống nước. Cái này thời tiết ở miền Tây thì sáng nắng, còn trưa thì mưa. Sáng nắng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa, chưa có bão hả? Gió thấp gì à? Có gì gió nó thấp. Đế nha, chừng nào gần tới mình bằng cá là mơ đó. Câu vô cái nồi nấu không cái bỏ ngoài chị ngoài nó đủ rồi khó chứ mà nấu rồi cái gì nữa nấu là đám rồi cô chị em nữa là nấu được ở nhà ông giờ nấu được gà tìm hút bắt thì mình ăn chung với miếng nha cô chú anh chị. Miếng thì nó có độ giòn, nó giòn hơn bún. Rồi vậy thôi tôi để hết thôi đấy đi. Múp với gạo má. Mình thích cuốn rau thì mình để rau vô. Ăn cái này cho bồi bổ lại. Thường người ta hầm thuốc bắc thì sẽ hầm với lại gà ác. Hôm nay mình mua gà tre. Hầm cho nó ngon. Mình thấy hầm gà này cũng ngon. Nó cũng dai. Gà tre này nó cũng thịt nhiều nè. Gà thì dạ, nó bổ hơn cái gì ta? Mình nãy mình mặn cái da nó cứng nè. Gà thì dạ, nó nuôi thức ăn không có bổ. Cũng không còn bổ. Gà tre này cũng ngon thôi. Dạ. Dạ. Ừ, gà ác rồi đó mình nuôi. Đó, cái vườn nó mới ngon, còn nó vợ nuôi gà công nghiệp không sao? Gà công nghiệp đó mau lớn lắm rồi gà thịt trà nó có mỡ. Mỡ quá trời mỡ. Gà được nhà nuôi thả làm lắm. Để vô nó không gì chứ được rồi đó. Cậu gấp đi cậu. Gấp miếng trước đi rồi bỏ thêm vô cho gấp cho cô Tư được. Gà rồi, gà để gà luôn. Nó gấp được rồi, chứ để mềm quá không đưa chén đi con gấp cho. Gấp sai, mềm quá cái này. Miếng này nó nở ra. Gấp thịt vô. Tư ăn đi Tư. Đi Tư, gấp đi. Lấy cái giá, em gấp thịt mà em đúng mày. Giá nè, lấy giá không? Giá nè. Đây. Đây gì bác ơi. Để ăn rau củ gắt nha. Để thêm miếng, để thêm. Má vô. Đồ qua má. Đồ của má cho gà trong sáng. Má nhúng vô ăn liền. Lúc gà này cái nó chịu sao rồi má. Má ra má. Ông Sáu ơi cho đây con gắt trong sáng. Miếng này mình có ngâm rồi nó cũng mềm sẵn rồi mình để vô cho nó nóng rồi ăn
đâu có biết má nhúng mày ha, giờ nhúng em ha. Em giờ anh lẩu mấy cái ấy là có này trên má trên của má em. Nãy nói bẻ thêm cần cua mua này, nhúng rau má với lì mất. Ăn đi gì tư? Hôm nay mình ăn cho no mới được về nghe. Không biết no không, giờ tới tới gần đây rồi nè. Đó rồi. Gán còn bánh kem nữa. Còn bánh kem nữa. Bánh kem nữa. Trời này bắt cái quạt cái quạt quạt trời xuống quá. Rồi có ơn con. Ba ăn miếng không? Ba mới gấp bằng à. Thầy cậu cậu miếng này cậu gấp hết luôn đi. Cậu gấp miếng nở. Nở thật lại. Gấp 3 miếng ra đi để nở. Rồi ba miếng cái nở ra. Cũng miếng nữa rồi. Ngon quá. Chưa tới bánh kem nó lại cũng nói chứ. Con cũng xin cắt cái bánh kem này thì cho ông Sáu với cô Tư, dì Tư đồ ăn với con nha. Cái dao này nó hơi khó cắt. Đây con kem này cũng thấy cưng quá nè. Đây là cái chỗ chị bán bánh thì chưa đi rồi nên là không có ghi cái tên ghi tên được. Sáng em hỏi có cái đầu ghi không, em ghi cho mà kiếm không có. Bánh kem không tên. Cái đi ai cắt là sinh nhật của người đó. Cái đi có bánh kem là vui rồi. Ba lấy dĩa giùm con đi. Còn ba chưa có không? Có gì tư? Có chưa. Có gì tư nữa là xong. Bây sao cùng thôi ăn cái luôn đi. Ăn cái không nổi. Mình thích thôi. Rồi mọi người dùng bánh đi. Rồi. Mai cô chú anh chị nha. Rồi cô chú là cô chú sinh nhật. Chúc mừng cô tư. Chúc mừng cô tư. Bao trẻ để hoài. Cảm ơn cả nhà mãi nha. Rồi cái nhà dùng bánh kem nha. Dùng bánh kem của cháu nha. Cái khúc này là khúc vui nhất nè, ai cũng không tới khúc này hết trơn. Bánh kem. Dạ. Cảm ơn cô tư. Có hầu cái gì? Cái khóm đó bà, khóm với nhau. Dạ. Chắc có chua chua vậy. Rồi. Béo mà chua chua ha. Mà cô chú anh chị cùng chụp bánh kem với Nga nha. Dạ đặt khéo ha. Cả nào cũng có chứ. Dạ, cũng làm khéo vậy. Cái này bánh bông lan nhiều kem ít là ba ăn đỡ ngán. Nhờ có dịp sinh nhật rồi mới ăn bánh kem chứ bình thường đâu ăn không cháu. À đâu có nhà mua rồi ăn đó. Có dịp gì đó mới ăn thôi chứ. Mà mình đi chợ của mình không có suy nghĩ là sẽ mua cái bánh kem ăn hay không sao. Chỉ có sinh nhật mới nghĩ tới bánh kem thôi. Sinh nhật ai cũng phải có bánh kem ha. Dạ. Cái mùi lực. Phải hôm nay gần Trung Thu phải mua bánh Trung Thu không sao. Nào tới sinh nhật ông Sáu mời con lại nha. Bánh kem ăn ông Sáu. Mời Tết đi cho mời. Bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ gửi tặng cho con thì con cũng gửi lời cảm ơn gia đình, gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị đã theo dõi video clip ngày hôm nay. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip sau nha. Tạm biệt cả nhà.